Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thả diều ở bãi đất mới nha các bạn. Gió hơi yếu nha. Nay mình thấy con đầu trâu này coi, gió yếu quá các bạn ơi. Chưa căng được. Lắc quá lắc. Bữa nay nắng quá nắng. Diều nhảy lâm ba đa không. Yếu quá, cắt luôn nấu thêm miếng gió nữa được. Này nắng chói chang luôn á Tư ha. Rồi nắng chứ. Quá yêu do. Rất hết. Yếu quá nha các bạn. Bất gió luôn đó. Hết gió luôn đó. Gió chịu rất. Quá độc. Diều phân xuống khỏi phân vậy nè. Hai. Nhiều phân xuống khỏi phân dày nè, nó đỉnh. Ở không? Xuống có gió lại không? 100, 120 chứ. Cốt 30.000. Bán giấy đen ông Bình. Mà không phải nó cháy à Tiêu ơi. Nhiễu còn đỡ à. Một bự quá, hai nhỏ quá.
bữa giờ ruộng đi mất luôn, nước nó thấy xả luôn. Ai? U65. Hello. Có quá trời có. Không nói gì đâu. Diều rớt xuống im dữ ạ. Không biết. Ai làm nhậu ít thôi. Làm ít ít thôi. À. Trăm mét. Không rồi, cho đủ 100 mét mà. Rồi lên chưa? chạy vô cái phân vô về luôn à, vừa con này nhẹ nhất mà còn rớt luôn đây. Kìa yeah, lên kìa. Đó, chuẩn bị ra. Ấy. Đó. Khi thấy không? Xa vậy cái một lên liền. Quan trọng ro được không? Không ro được thua. Quá nhẹ. Màu này lên màu đen anh hai. Xanh muốn xanh đen rồi. Rồi. Có lý nha. Rồi đây. Đó. Còn duy nhất hai con. Nắng quá nắng. Trời mà trở bắt là thả là ngay mặt trời không á. Nắng rọi vô ngay luôn á. Tới đó thôi hả? Chứ không hơn hả? Rồi, thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem mà nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ với nha. Rồi, đầu câu này test thành công nha. Lèo dứa luôn nha các bạn.
giữa luôn nè. Quá tốt. Chào các bạn nha.